tin từ đơn vị quản lý đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh, Long Thành, Dầu Giây, một vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 19:45 tối ngày 2 tháng 8 tại đoạn km 11/700 cách trạm thu phí Long Phước 500m. Thông tin ban đầu ghi nhận vụ tai nạn làm nhiều người bị thương, hiện đang được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Lê Văn Thịnh, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh. Tại hiện trường có 9 ô tô bị móp méo, hư hỏng, trong đó có 1 xe khách, 2 xe 16 chỗ, 3 xe ô tô 7 chỗ, 1 xe bán tải, 1 xe 4 chỗ và 1 xe tải. Một cảnh sát giao thông có mặt tại hiện trường thông tin nguyên nhân ban đầu của vụ việc có thể là xe bán tải mất phanh, kéo theo hàng loạt xe phía sau tông vào nhau, một ô tô 4 chỗ bị bẹp rúm. Sự việc kéo theo cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh, Long Thành, Dầu Giây kẹt xe kéo dài, hàng chục hành khách ngồi trên các xe phải đi bộ tới trạm thu phí Long Phước nghỉ ngơi trong lúc lực lượng chức năng phải xử lý hiện trường. Anh Nguyễn Thành Dũng, trú tại Long An kể lại lúc 19:30, anh đang lái xe qua cao tốc thì nghe tiếng va chạm phía trước, xe của anh Dũng bị kè cứng không di chuyển được. Sau hơn 1 giờ ngồi đợi trên xe, anh và người thân đi bộ xuống trạm thu phí Long Phước gần đó. Anh Dũng chia sẻ rằng chỉ có đợi cơ quan chức năng gọi xe cẩu đến cẩu đi hoặc xử lý hiện trường xong thì tôi mới có thể di chuyển được. Một phụ nữ mang thai trong dòng xe mắc kẹt được cảnh sát giao thông hỗ trợ đưa đến bệnh viện. May mắn vụ va chạm không gây thương vong về người, 3 người bị thương đã được đưa đi cấp cứu. Lực lượng cảnh sát giao thông lúc gần 21 giờ đã có mặt để xử lý hiện trường và điều tra nguyên nhân. Cảnh sát giao thông đang tìm phương án hỗ trợ đưa những xe cứu thương mắc kẹt ra khỏi hiện trường. Ngay sau khi nhận được tin báo, đơn vị quản lý tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh, Long Thành, Dầu Giây phối hợp cùng lực lượng cảnh sát giao thông thành phố đã có mặt tại hiện trường điều tiết giao thông qua khu vực, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.